Mono và Uyển Ân, hai tài năng trẻ có anh ruột là sao hạng A đình đám, dễ nổi nhưng chưa chắc lâu dài. Là em trai, em gái ruột của những ngôi sao đình đám trong giới giải trí Việt, Mono và Huỳnh Uyển Ân dễ dàng được chú ý nhưng phải nỗ lực hơn nhiều so với người khác để thoát khỏi cái bóng và những danh xưng em trai, em gái một ai đó. Showbiz Việt gần đây nhìn đâu cũng thấy nhắc em gái Trấn Thành. Uyển Ân sau nhiều vai phụ cuối cùng cũng đã được đóng vai chính điện ảnh. Có thể nói cuộc đời như lật sang trang mới chẳng ai ngờ trước. Tất nhiên, vai diễn này đến tay không thể chối bỏ một phần hậu thuẫn từ Trấn Thành. Dù người trong cuộc luôn khẳng định không nâng đỡ, không dựa dẫm, được làm em gái Trấn Thành, Uyển Ân đã có lợi thế hơn hẳn so với lứa diễn viên trẻ mới vào nghề, hay cả những diễn viên trẻ nhưng lăn lộn vài ba năm. Nhớ ngày đầu làng nhạc Việt chào đón tân binh Mono, khi đó tên tuổi anh chàng này luôn gắn với cụm từ em trai Sơn Tùng M-TP. Kỳ thực trước đó ai cũng biết Sơn Tùng có một cậu em tên Việt Hoàng, nhưng không ai nghĩ rằng đây sẽ là người khuấy đảo V-pop. Khán giả bắt đầu tò mò, bắt đầu nghe nhạc, bắt đầu chiêm ngưỡng ngoại hình để xem em trai Sơn Tùng bấy lâu không thị phi này có tài năng ra sao. Vậy là màn ra mắt xem như ổn. Người nhà dựa người nhà sai gì đâu. Nếu Mono không phải em trai Sơn Tùng, sự thật là 99% anh sẽ không có độ nhận diện đến thế. Nếu Uyển Ân không xuất thân là em gái Trấn Thành, đợi đến bao giờ mới có vai chính điện ảnh, thắng trăm tỷ mùa Tết. Nhưng chẳng có gì là sai ở đây cả, chỉ đơn giản là người nhà thì dựa vào nhau một chút thôi. Bố mẹ cày cuốc để con cái sống đủ đầy, chẳng ai muốn con trẻ thua thiệt bạn bè. Anh trai lăn lộn nhiều năm, ai lại muốn em mình phải đi từ con số 0. Gia đình vốn dĩ đã là nơi trang bị cho ta thứ ta cần, tội chi không tận dụng. Giống như việc mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, tôi sẵn sàng làm việc khi chẳng có gì trong tay bởi vì gia đình nghèo. Nhưng sung túc kể từ khi lọt lòng, vượt ra khỏi vạch xuất phát để bước vào đời. Tôi có lý do gì để lùi lại một bước mà chịu khổ? Nếu cuộc sống đã định sẵn cho họ một người anh có danh tiếng, thế nào cũng không chối bỏ được. Vậy nên cứ thế mà tiến lên thôi, tự hào nói rằng tôi là em gái Trấn Thành, tôi là em trai Sơn Tùng M-TP, tôi có những người anh danh tiếng đình đám. Ai có thể là chính mình người đó thắng. Tận dụng danh tiếng của anh trai không có nghĩa là lạm dụng. Dựa dẫm vào người khác đủ lâu sẽ giống như việc ngồi trên một chiếc ghế mềm, rất dễ ngủ quên. Đích đến mà Uyển Ân hay Mono cần không đơn giản là tự hào về anh trai, mà là phải tự hào về chính bản thân mình. Sơn Tùng M-TP cho Mono một bệ phóng đủ vững. Mono từ đầu đã định vị bản thân là ca sĩ độc lập tự sáng tác. Dù cách chọn tiết tấu âm nhạc, nhả chữ khi hát vẫn mang hơi hướng Sơn Tùng, nhưng chàng ca sĩ sinh năm 2000 đang cố gắng có những bước đi riêng khi xây dựng hình tượng, cách trình diễn cùng gu thời trang mới mẻ. Waiting for You trở thành ca khúc viral là dấu hiệu cho thấy Mono được đón nhận. Cho đến hiện tại, người ta biết cậu ấy là em trai Sơn Tùng, nhưng người ta cũng biết cậu ấy tên Mono. Về phần Uyển Ân, một vai diễn điện ảnh phim thắng trăm tỷ nhưng cô thì chưa, diễn xuất còn nhiều hạn chế, kinh nghiệm không dài dặn. Nhà bà nữ thành công một phần vì đó là phim Trấn Thành. Chính vì thế, điều mà Uyển Ân cần là sự định vị rõ ràng, một lối diễn xuất làm người xem phải wow, và có lẽ là một vai chính không nhìn thấy Trấn Thành ở bất kỳ đâu. Trước đó, trong buổi ra mắt phim, Uyển Ân cũng đã chia sẻ với công chúng về việc mình biết ơn anh trai đã cho mình cơ hội. Cô tâm sự, trước hết muốn nói một lời cảm ơn tới anh Thành, vì trong sự nghiệp của mỗi người thì chúng ta phải bước từng bước thang lên để có thể có bước phát triển cao nhất. Nhưng cảm ơn người anh đã cho em một bệ phóng quá tốt, bấm thẳng thang máy cho em lên lầu 5 vào rạp luôn. Cô mong nhận được các lời khen cũng như lời góp ý từ phía khán giả. Ngoài ra, nữ diễn viên trẻ cũng hồn nhiên nhắc đến Mono ngay tại sự kiện. Cô cho biết, em thấy dạo gần đây bạn Mono rất được yêu thích. Em mong rằng sau phim này em cũng được khán giả yêu thích. Với màn đề cập đến giọng ca Waiting for You, nhiều khán giả cũng ngầm hiểu Uyển Ân đang mong mình có thể đạt được thành công như thế khi cô và Mono đều có xuất phát điểm là em ruột của những nghệ sĩ hàng đầu showbiz.